Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vào chiều tối mùng 4 tháng 4 vừa qua, phiên tòa phúc thẩm đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã khép lại với kết luận cả năm bị cáo đều được giảm án. Đáng chú ý, tuy bà Nguyễn Phương Hằng không nộp đơn kháng cáo nhưng do đã rất hối hận về hành vi của mình và nộp toàn bộ số tiền bồi thường, vì vậy hội đồng xét xử quyết định giảm mức án so với ban đầu. Năm bị cáo trong vụ Nguyễn Phương Hằng đều được giảm án. Sau một ngày dài xét xử, hơn 18 giờ ngày 4 tháng 4, hội đồng xét xử phúc thẩm bắt đầu tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm là ông Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Theo đó tất cả năm bị cáo trong vụ án đều được giảm án, đặc biệt Nguyễn Phương Hằng được giảm 3 tháng so với mức án ban đầu dù không nộp đơn kháng cáo. Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam 2 năm 9 tháng tù, bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật 2 năm tù. Ba bị cáo từng là nhân viên của bà Hằng là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng mức án 1 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại của vụ án, đã bồi thường toàn bộ số tiền tổn thất về tinh thần cho người liên quan. Do đó, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ mới và cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Riêng bà Hằng, tòa phúc thẩm nhận định mặc dù bà không có kháng cáo nhưng rất hối hận về hành vi của mình và đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường nên cũng giảm án cho bà. Theo hội đồng xét xử, bà Hằng có nhiều buổi livestream nhưng chỉ có một buổi livestream có nội dung sức phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm và uy tín của 10 cá nhân. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, hội đồng xét xử cũng cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự ông Huỳnh Uy Dũng vì ông này thực hiện hành vi sau khi bà Hằng đã kết thúc buổi livestream và cũng không có tài liệu chứng cứ chứng minh ông Dũng đã có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Đối với kháng cáo của bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni, hội đồng xét xử cho rằng Tòa cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân là có cơ sở nên không chấp nhận kháng cáo của người liên quan. Nhìn lại toàn cảnh phiên phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Với kết quả của phiên phúc thẩm, có lẽ năm bị cáo là người vui mừng hơn ai hết. Sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại toàn cảnh phiên xét xử phúc thẩm của năm bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm sáng ngày 4 tháng 4, Tòa Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và bốn đồng phạm với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong vụ án này có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni. Bà Lan có mặt và có hai luật sư bảo vệ cho mình về phía bà Ni đang chấp hành án tù nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Đối với bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thụ án tù, nếu xét thấy cần thiết, tòa sẽ hỏi. Xuất hiện tại tòa án, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa với trang phục giản dị, với quần tây màu kem phối với chiếc áo sơ mi trắng, đánh son đỏ, buộc tóc gọn gàng. Bà Hằng liên tục cười tươi, nháy mắt mỗi khi thấy ống kính truyền thông hướng về phía mình. Tại đây bà Hằng liên tục hỏi han các bị cáo là nhân viên cũ của mình. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa cùng hai thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên và Lê Thị Tuyết Trinh. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên xử. Ở phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa kiểm tra thông tin và hỏi bà Đinh Thị Lan có yêu cầu gì không. Trả lời, bà Lan yêu cầu đổi một thẩm phán. Nếu ý kiến, vị đại diện Viện Kiểm sát cho rằng lý do xin thay đổi thẩm phán của bà Đinh Thị Lan là không phù hợp với quy định của phiên tòa nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút hội ý, chủ tọa phiên tòa cho rằng yêu cầu thay đổi thẩm phán của bà Lan không thuộc Điều 49, Điều 53 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của bà Lan. Bị cáo Đảng Anh Quân khẳng định không xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh. Trong phần xét hỏi của phiên tòa, bị cáo Đảng Anh Quân được mời lên trả lời. Bị cáo Đảng Anh Quân nói mình giữ nguyên đơn kháng cáo, theo đó, người này đề nghị hội đồng xét xử xem xét một số tài liệu, chứng cứ chưa được làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm, đồng thời xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cụ thể, bị cáo quân đã dành nhiều thời gian để chứng minh cho việc nội dung bị cáo cho rằng cáo trạng không phản ánh đúng bản chất lời khai của bị cáo cũng như lời khai khách quan của bà Phương Hằng. Bị cáo quân cho rằng lời khai của mình, bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra không phù hợp với cáo trạng. Về cáo buộc, ông này xúc phạm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, cũng chưa được làm rõ. Liên quan đến nội dung xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, bị cáo quân nói mình chỉ phản biện xã hội, trình bày bốn yếu tố cấu thành tội phạm và nói ông Linh không phạm tội. Người này nói bản thân làm việc trên để mọi người hiểu rõ hơn sự việc chứ không có chủ đích xúc phạm. Tiếp đó, bị cáo quân nói, sau khi cơ quan chức năng kết luận hành vi của nghệ sĩ Hoài Linh không có dấu hiệu hình sự, nhưng có nhiều luồng quan điểm trái chiều, từ đó quân mới thực hiện buổi phát trực tiếp để mọi người hiểu rõ hơn sự việc. Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Anh Quân khẳng định bản thân không xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh. Theo cáo buộc, ông Quân tham gia livestream để an ủi bà Nguyễn Phương Hằng. Về nội dung này, nam bị cáo nói phần này không đúng, mục đích tham gia cùng bà chủ công ty Đại Nam để phản biện xã hội. Bị cáo khẳng định tham gia không vì động cơ vụ lợi, không nhận lợi ích vật chất, không bàn bạc trước mỗi buổi phát trực tiếp. Các bị cáo đồng loạt xin hưởng án treo theo đó bốn nhân viên của bà nguyễn phương hằng là nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân đồng loạt xin hưởng án treo cụ thể nguyễn thị mai nhi khai sau bản án sơ thẩm bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả gia đình có công với cách mạng đang nuôi con nhỏ có công việc và nơi cư trú ổn định nên xin được hưởng án treo tương tự lê thị thu hà giữ nguyên kháng án xin hưởng án treo bị cáo nói bản án sơ thẩm cáo buộc về hành vi tội danh là phù hợp Người phụ nữ này khai mình là nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng nên chỉ làm theo chỉ đạo. Còn Huỳnh Công Tân nói, từ khi khởi tố đã nhận thức rõ được hành vi sai phạm. Bên cạnh đó, bị cáo nói mình có nhân thân tốt, học sinh giỏi nhiều năm liền, có công việc ổn định, nên xin tòa xem xét cho mình được hưởng án treo. Tòa hỏi lời khai của bốn bị cáo trên có đúng hay không? Bà Hằng khẳng định đúng. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng nghẹn ngào chia sẻ niềm hạnh phúc. Nổi bật trong phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã có những lời chia sẻ từ đáy lòng. Cụ thể, bà Hằng phân trần: "Sau 2 năm, hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất. Bị cáo đứng trước tòa mà không kháng cáo. Hãy cho bị cáo được nói lên lòng mình mà ở phiên sơ thẩm không được nói. Bị cáo có tội nhưng cũng có công. Khi bị cáo ra tòa, các luật sư tòa án chỉ xoay quanh tội mà không xem xét đến công của bị cáo." Về việc có bản bạc với ông Quân trong các buổi livestream hay không, bà Nguyễn Phương Hằng cũng thẳng thắn trả lời trước phiên tòa bà hằng khai nhận bản thân tôi là người trưởng thành tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi làm thời điểm đó tôi và thầy quân đều bị các đối tượng khác tấn công nên cùng đồng cảm thầy quân là người am hiểu pháp luật có thể hướng dẫn tôi các vấn đề pháp luật tôi không cập nhật được luật an ninh mạng do tôi ở nước ngoài nhiều đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi ngoài ra bà hằng cho biết bà đã bồi thường thay các bị cáo khác được hỏi về việc biết bị cáo quân trong trường hợp nào bà hằng khai bản thân tôi là người đã trưởng thành Tôi chịu trách nhiệm với những tất cả những gì tôi làm. Tôi biết thầy quân qua kênh youtube Bánh Mì Đây. Lúc này thầy quân đang bị Hàn Ni tấn công, gửi đơn yêu cầu không cho thầy quân dạy. Tôi cảm thấy đồng cảm với thầy quân vì tôi cũng đang bị Hàn Ni tấn công nên tôi mời thầy quân tham gia livestream. Về việc có bàn bạc với ông Đặng Anh Quân trước khi livestream không, bà Hằng cho biết tôi cảm thấy tôi với thầy quân có trình độ ngang nhau, có chung sở thích nói chuyện ca hát, chứ không bàn bạc gì khác. Bản thân tôi là người hiểu biết, không phải tự nhiên tôi đi xúc phạm người khác. Luật sư hỏi, ông quân livestream chung có hạn chế được những phát ngôn xúc phạm của bà không? Thì bà Hằng cho rằng, nói gì thì nói, không ai có thể cản tôi. Về phần mình, bà Nguyễn Phương Hằng mong tòa án luôn công bằng với tất cả mọi công dân. Dù không kháng cáo xin giảm án, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn mong hội đồng xét xử giảm án cho mình. Bị cáo là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, bị cáo đóng góp rất nhiều cho xã hội, chỉ mong giảm án cho bị cáo một ngày, một tháng. Dù là một ngày, bị cáo cũng hạnh phúc. Bà Hằng vừa nói vừa nghẹn ngào và mong tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự. Những lời chia sẻ khai nhận về tội trạng của mình đã được bị cáo Nguyễn Phương Hằng nhận và vô cùng chăn chối trước hành động của mình. Đáng lẽ là người có công nhưng do không cập nhật được luật an ninh mạng ở nước ngoài nhiều, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời nữ doanh nhân. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã thể hiện sự hối hận trước hội đồng xét xử. Đại diện Viện kiểm sát bác toàn bộ kháng cáo. Sau khi xét hỏi các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bản án sơ thẩm xác định các bị cáo Đặng Anh Quân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trong vụ án, các bị cáo Nhi, Hà, Tân phạm tội với vai trò giúp sức cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Các bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, các bị cáo Nhi, Hà, Tân có hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên kháng cáo không có cơ sở chấp nhận. Đối với bị cáo Đảng Anh Quân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng nội dung kháng cáo xin xem xét nhiều chứng cứ chưa được xem xét. Việc ông Quân dù có hiểu biết pháp luật nhưng tham gia các buổi livestream cùng bà Phương Hằng đã cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà, Nguyễn Phương Hằng phạm tội nên có cơ sở xác định ông Quân đồng phạm với bà Phương Hằng. Xét kháng cáo của bà Đinh Thị Lan, bà Đặng Thị Hàn Ni, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo đã thỏa mãn dấu hiệu của nhiều tội, trong đó có tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc tách vấn đề bồi thường nếu có yêu cầu là hợp lý ngoài ra yêu cầu bồi thường của bà lan vượt qua giới hạn xét xử nên đề nghị hội đồng xét xử tách thành vụ án khác nếu có yêu cầu bên cạnh đó về việc có ý kiến cho rằng bỏ lọt tội phạm đối với ông huỳnh uy dũng chồng bà hằng tuy nhiên viện kiểm sát cho rằng trong bản án sơ thẩm đã kiến nghị điều tra liên quan đến nội dung này trong vụ án còn có đơn của ông nguyễn quang tuấn con trai bà nguyễn phương hằng đề nghị xem xét hành vi của ông huỳnh uy dũng vấn đề này cấp sơ thẩm đã có kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ từ các căn cứ trên, đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử bác tất cả kháng cáo. Ngoài ra trong buổi chiều phiên xét xử, luật sư của bà Đinh Thị Lan đặt vấn đề, trong vụ án này không có tổ chức hay cá nhân nào là bị hại, vậy thì có thỏa mãn cấu thành tội phạm, hành vi của các bị cáo có phải là tội phạm? Đối chiếu các điều trong bộ luật tố tụng hình sự, đại diện viện kiểm sát cho biết có những tội danh sẽ không có bị hại cụ thể. Sau phần tranh luận, các bị cáo có kháng cáo được nói lời sau cùng, trình bày những khó khăn của bản thân và gia đình, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Tới chiều tối cùng ngày, hội đồng xét xử phúc thẩm bắt đầu tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án. Vụ án từng cây xôn xao dư luận đã khép lại trong niềm vui của cả năm bị cáo liên quan trong vụ việc. Với việc không kháng cáo, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng được hội đồng xét xử giảm án là một niềm bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của bị cáo. Sau vụ việc này, đây chính là một bài học đối với các bị cáo cũng như đối với toàn xã hội. Tới đây chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.